hợp để mọi người mua trang trí trong phòng karaoke gia đình hoặc là trang trí cho những buổi tiệc party sôi động tại nhà. Đèn có tên gọi là DJ Royal Tinker 4-in-1. Nó được thiết kế rất là nhỏ gọn. Bây giờ mình sẽ quay cái thiết kế bên ngoài của nó cho mọi người xem. Đây, nó thiết kế nhỏ gọn như thế này nên mọi người rất là dễ dàng treo lắp. Mọi người có thể treo ở những cái trần lâu phong của phòng khách gia đình. Giá thành của mẫu đèn này thì cũng khá là rẻ. Mọi người có thể mua để trang trí vui chơi tại nhà hoặc là mua cho thuê đi những cái show ca nhạc, tiệc cưới lưu động. Đèn có chế độ cảm ứng đen nhạc và auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế đến studio của công ty BS bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Voe L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.